Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và thiết thực trong các tổ chức công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những ghi nhận thực tế tại huyện Mường Ảng. Nội dung này sẽ có sau phần tổng hợp hoạt động nổi bật của công đoàn cấp tỉnh thời gian gần đây. Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Với lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, các cấp công đoàn viên chức tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, thăm hỏi và trao tặng 50 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của công đoàn viên chức tỉnh, thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng và những cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cuối cùng của tỉnh Điện Biên hoàn thành đại hội. Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cuối cùng của tỉnh Điện Biên hoàn thành đại hội. Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ tổ chức thực hiện hoàn thành 10 trên 11 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố khóa 6. Trong đó, các chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành cao là kết nạp đoàn viên công đoàn mới, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và bồi dưỡng kết nạp, 100% công đoàn cơ sở tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền, người sử dụng lao động, công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngày càng được thực hiện tốt hơn, thu nhập việc làm và đời sống của đoàn viên công nhân viên chức lao động được đảm bảo. Bước sang nhiệm kỳ mới, Liên đoàn Lao động thành phố Điện Biên Phủ xác định tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội đã thông qua 6 chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn, 6 chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện, đồng thời đề ra 3 chương trình đột phá và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần thực hiện của nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn. Từ nhận thức đó, Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng luôn dành sự quan tâm và tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy một phần điều đó. Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng luôn gắn việc giáo dục chính trị tư tưởng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn trực thuộc, trong đó xác định rõ vai trò, phạm vi cũng như phương pháp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tổ chức công đoàn của chúng tôi đã thực hiện tốt các cái vai trò của mình. Đấy, thứ nhất là vai trò chăm lo, thì hàng năm đã có rất nhiều các cái cuộc thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với lại người gặp khó khăn rồi yếu thế bằng những cái suất quà trong những cái thời điểm ví dụ như ngày 27 tháng 7, tháng công nhân, rồi là Tết Nguyên Đán vân vân. Đấy, thế và bảo vệ, cái vai trò thứ hai của chúng tôi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức và lao động. Thì trong giai đoạn vừa qua thì hầu như huyện Mường chúng tôi là không có những cái đơn thư khiếu nại vi phạm về chế độ chính sách đối với lại người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng hiện quản lý 68 công đoàn cơ sở với trên 1.700 đoàn viên. Để bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, các cấp công đoàn thường xuyên nắm tình hình đời sống của đoàn viên. Hàng năm chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên, trao quà trong các dịp lễ Tết,
tháng công nhân cho các gia đình, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Gia đình tôi thì cũng có cái hoàn cảnh khó khăn do một mình tôi nuôi hai con nhỏ, và được sự quan tâm của các cấp công đoàn hàng năm đã thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình tôi. Tôi cảm thấy rất vui, nhờ đó mà tôi đã có thêm động lực để hoàn thành tốt cái công việc của một người giáo viên, cũng như nuôi dạy hai con được tốt hơn. Hiện nay thì cuộc sống của tôi đã ổn định hơn và con cái tôi thì khỏe mạnh, chăm ngoan và học giỏi. Tôi xin cảm ơn công đoàn các cấp đã quan tâm tới gia đình tôi trong thời gian qua. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ năm 2018 đến 2023, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Mường Ảng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 1.000 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Phối hợp với Ban Quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng được 12 nhà mái ấm công đoàn, trị giá trên 400 triệu đồng. Cùng với đó là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thẩm định, đề nghị phê duyệt dự án cho 6 hộ gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn phát triển kinh tế. Tổng trị giá mỗi dự án là 50 triệu đồng. Do gia đình tôi rất là khó khăn, bố mẹ chồng bệnh hiểm nghèo, hai con còn nhỏ nên là chồng tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ cũng như con cái. Gia đình tôi phải đi thuê ở trọ, vì vậy được sự hỗ trợ của công đoàn cũng như là của bên cơ quan đã tạo điều kiện hỗ trợ chúng tôi xây nhà. Nhờ vay mượn thêm ngân hàng nữa, chúng tôi đã xây được ngôi nhà khang trang. Và cảm ơn công đoàn cũng như cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi có cuộc sống ổn định như bây giờ. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện còn chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện chức năng giám sát của tổ chức công đoàn, nhất là việc phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật về lao động, tham gia hòa giải, giải quyết và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ của Liên đoàn Lao động huyện, chăm lo đến lợi ích của đoàn viên và người lao động từ huyện đến cơ sở. Và trong công tác phối hợp, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các phòng ban chuyên môn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Nhờ không ngừng được đổi mới và rút kinh nghiệm thường xuyên, công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức người lao động ở huyện Mường Ảng đã mang lại những kết quả rất thiết thực. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của các tổ chức công đoàn có ý nghĩa khích lệ, động viên tinh thần to lớn, giúp cho nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác và cống hiến. Thưa quý vị và các bạn, như phần đầu chuyên mục chúng tôi đã giới thiệu, những năm gần đây, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn huyện Mường Ảng. Hiệu quả từ cuộc vận động này có thể nhìn thấy rõ qua những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong quá trình thực thi công vụ. Phóng sự sau đây là những ghi nhận thực tế của phóng viên chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng đã chủ động xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Gắn thực hiện chỉ thị 05 với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó là gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động tỉnh Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào xanh sạch đẹp,
cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua việc thực hiện các cái chuyên đề hàng năm thì qua theo dõi và đánh giá thì chúng tôi thấy là từ huyện đến cơ sở thì cái ý thức trách nhiệm trong cái việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ công viên chức, công nhân viên chức lao động đấy là đã được nâng lên một cái tầm mới, có tinh thần trách nhiệm hơn, có cái ý thức trong công việc hơn, và phải nói là một số điển hình là làm việc rất là tận trách, luôn luôn là tìm được những cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn thực tiễn tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện của mình. Cho nên là cái tổ chức công đoàn của chúng tôi là đánh giá trong những năm vừa qua là không có cái đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị nào thực hiện cái vai trò của mình một cách mờ nhạt. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự ảnh hưởng của cái việc mà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những cái ảnh hưởng rất là tích cực đến cái hoạt động thực tiễn. Đã thành nền nếp, hàng năm, việc triển khai việc đăng ký học tập và làm theo Bác luôn được công đoàn khối đoàn thể huyện Mường Ảng thực hiện ngay trong quý 1 để các cán bộ, công chức viên chức lao động đăng ký các nội dung thi đua và các mục tiêu cần phấn đấu thực hiện trong năm. Đồng thời ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đối với lại công đoàn khối thì hàng năm thì cũng có, ngay từ đầu năm thì thông qua hội nghị công nhân viên chức lao động cũng tổ chức để cho cán bộ của cơ quan đăng ký cái kế hoạch thực hiện, cũng như là kế hoạch thực hiện của cơ quan và kế hoạch thực hiện của bản thân, và soi xét vào kế hoạch đó thì cuối năm cũng sẽ có một buổi để tổng kết cái công tác công đoàn, và qua cái buổi đó thì cũng đối chiếu vào những cái kế hoạch đề ra xem đã thực hiện nhiệm vụ gì và thực hiện ra sao, và đặc biệt là ngoài cái tư cách tác phong của mỗi cán bộ công đoàn thì lại gắn với lại cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Quán triệt lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước là phải thi đua. Các phong trào thi đua yêu nước mà nòng cốt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả tích cực trong công nhân viên chức lao động. Điển hình như ở công đoàn ngành y tế, thông qua cuộc vận động thực hiện các quy tắc ứng xử trong các đơn vị sự nghiệp y tế, nhiều công nhân viên chức lao động đã không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cũng như trau dồi phẩm chất đạo đức để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, cán bộ, y bác sĩ, người lao động toàn ngành đã không ngại khó khăn gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Dù ở bất cứ vị trí nào, các chiến sĩ áo trắng luôn thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Những tấm gương với những việc làm cụ thể, hết lòng vì người bệnh xuất hiện ngày càng nhiều, chứng tỏ cuộc vận động không chỉ có sức lan tỏa rộng mà ngày càng đi vào chiều sâu. Đối với công đoàn ngành giáo dục, việc học tập và làm theo lời Bác được cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua như dạy tốt học tốt, giáo viên hay giỏi, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Qua đó, nhiều cán bộ giáo viên trong ngành đã không ngừng ra sức rèn luyện, phấn đấu để ngày một trưởng thành hơn. Nhờ vậy, tỷ lệ giáo viên được công nhận đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp năm sau đều cao hơn so với năm trước. Quyết toán các dự án hoàn thành là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho bên nhà thầu thi công khi hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận. Tại phòng tài chính kế hoạch, khi các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị thẩm tra quyết toán, công chức được giao phụ trách của đơn vị sẽ nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xem xét thành phần nội dung hồ sơ theo phiếu giao nhận. Cùng với đó là hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung một lần để hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ phải trả đi trả lại nhiều lần. Với cách làm như vậy, công tác quyết toán dự án hoàn thành ở huyện Mường Ảng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các công trình khi đã có khối lượng thực hiện đều được giải ngân thanh toán. Để thực hiện theo cái chủ trương chính sách của Đảng, mà đặc biệt là cái tinh thần học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thì đoàn viên công đoàn phòng tài chính kế hoạch
cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những cái nội dung thẩm tra và phê duyệt kế toán thì các đồng chí cũng đã bố trí thời gian nghiên cứu hồ sơ, sau đó là tiến hành thực tế, đi thực tế để kiểm tra xem là cái quá trình triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư khi trình thẩm tra phê duyệt quyết toán xem là cái thực tế nó có phù hợp so với hồ sơ hay không, để làm cơ sở để tổ chức thẩm tra phê duyệt quyết toán. Có những đồng chí đoàn viên công đoàn là nữ thì có con nhỏ, cũng đã chủ động sắp xếp thời gian công việc để lên cơ quan để tập trung giải quyết công việc, đảm bảo cái chất lượng tiến độ của công việc đã được giao. Về tinh thần làm việc của đoàn viên công đoàn nói riêng đấy, và cán bộ công chức phòng tài chính nói chung thì đều thể hiện cái tinh thần bản can, đó là gì? Đó là không kể thời gian, ngày giờ, không phải là hết giờ hành chính là nghỉ hay gì, mà căn cứ vào số lượng, khối lượng công việc và chất lượng công việc được giao để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kể cả thứ bảy, chủ nhật hoặc là đêm làm thêm giờ. Làm theo lời Bác dạy, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng đã và đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các lĩnh vực và các ngành các cấp. Trong đó, sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, đạo đức, cách mạng, tinh thần cống hiến được thể hiện rất rõ không chỉ ở đội ngũ cán bộ cấp huyện mà còn ở cả đội ngũ cán bộ cấp xã. Điển hình là tại xã Búng Lao, công đoàn cơ sở đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Là bộ phận một cửa thì luôn đề cao công tác tiếp công dân và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá đối với cán bộ công chức hàng năm. Thì đối với lại bộ phận một cửa thì luôn chú trọng và đặc biệt là lấy sự hài lòng của công dân trong công việc làm cái nhiệm vụ hàng đầu, và luôn cố gắng giải quyết các cái thủ tục hành chính mà khi người dân đến tại trụ sở luôn giải quyết trước hạn, không để người dân phải đi lại nhiều lần trong thời gian qua. Thì từ đầu năm 2023 đến giờ thì các cái hồ sơ chúng tôi tiếp nhận trực tiếp cũng như là tiếp nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến là luôn được tiếp nhận và giải quyết hầu như là 100% là trước hạn. Có một số hồ sơ mà công dân và người dân đến thực hiện thì thiếu thủ tục thì chúng tôi cũng đều hướng dẫn và thực hiện luôn trong ngày, không để đến ngày hôm sau. Làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì là thực hiện rất nghiêm. Thì chúng tôi chỉ đạo là đặc biệt ở chỗ phòng một cửa thực hiện nghiêm là tiếp công dân và thực hiện quy chế là đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cho người dân để đảm bảo sự hài lòng của dân. Để chúng tôi lấy cái đó để làm thước đo, để làm cái căn cứ để đánh giá hàng năm. Đồng thời với đó thì chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn viên là ở cấp xã là phụ trách các bản để hướng dẫn các chi hội, các tổ thực hiện theo cái đề án 06. Có thể thấy rằng việc học và làm theo Bác trong các cấp công đoàn và đoàn viên công nhân viên chức lao động ở huyện Mường Ảng đang ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các cấp công đoàn cơ sở và cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp công đoàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của từng công đoàn cơ sở, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và người lao động. Song song với đó là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và gắn với các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.